của tớ đi đón con trai từ Nguyễn Bình. Yeah, here. Từ đường Nguyễn Bình sang đường Vân Tạo. Đầu mình đặt Grab. À, trong đấy chỉ mất 2 phút thôi là 124.000. Sau đó, sau 2 phút mình đặt tiếp Grab, người ta nói là bận. Mình đặt tiếp thì Grab sẽ cho mình với giá tiền là 243.000. He shit his pants. Yeah. Từ đường Nguyễn Bình, từ đường Nguyễn Bình sang đường Nguyễn Văn Tạo chỉ một đoạn thôi vì do trời mưa. It's gonna fall out the damn window. What are you doing? Sorry, sorry. Okay, we're not good parents. Mình nóng nhiệt quá, mình không thể. Nhưng mà mình nghĩ là khi trời mưa mình phải đặt Grab trước đó 5 phút thì đúng hơn. À, đặt sau 5 phút sẽ là tăng gấp đôi số tiền của mình đi đấy. À, đây là kinh nghiệm để cho các bạn mình sửa. He's gonna fall out the window. Ok, con trai mình nghịch quá, mình không nói được bây giờ. Nó, à, các bạn có biết không? Cô giáo không thay biển cho nó. Nó ị ra và thối cả. Mọi người nghe mùi thối. Đồng của mình thay biển mũi. Nhưng mà anh ấy biết xấu hổ. Anh không dám đứng cạnh chồng của mình. Hey, baby. Baby. Hey, có phải con ị ra biển không? Thối quá. I'm just waiting on fall out the window. Yeah. Bây giờ mình đang trên đường đưa con từ trường về nhà. Rất là xa. Nói xa thì không phải là xa nữa. No. Trời ơi. No. Ngồi đây. You have to sit down. I wouldn't want to sit on that either. Nhìn thấy không? Bây giờ là nốt nước ở đây nhá. Lúc nãy mình đi đón con của mình, nó đang ngập bên tận. He's gonna open the door. Nó ngập. Nước này thì nó ở nhiều ống cống đi ra. Mùi rất là khó chịu. Sắp đến nhà rồi các bạn ơi. Bây giờ mình nghĩ là vẫn còn ngập lắm luôn. Ai mà đi làm thế? Đi bằng motorbike không tốt. Ngập. Đi taxi thì phải canh thêm là trời mưa khi nào sẽ gọi nó. Sẽ đặt Grab trước đó 10 phút. Không thì tiền sẽ tăng gấp đôi. Có 126.000 rồi đó. Yeah. Mà đặt lại lần thứ hai trong vòng 1 phút thôi nó lên 200. Mà đặt lúc đó dù có xe không chị? Xe nào cũng bận.